Một ô tô bán tải đã bị cháy trơ khung vào chiều 9 tháng 8 năm 2017 khi đang đỗ trước cổng viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút, hai người đàn ông điều khiển ô tô Mazda mang biển số 37C 20299 từ nhà đến viện kiểm sát huyện Nghi Lộc để làm việc. Khi chủ nhân vào bên trong được chừng vài phút, phần đầu xe bốc khói, phát hiện sự việc, nhiều người đã hô hoán nhau dập lửa tại chỗ, đồng thời báo lực lượng phòng cháy chữa cháy. Do trời nắng to, gió mạnh Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên và bao trùm toàn bộ xe, một lúc sau, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau vụ hỏa hoạn, công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.